Ngày hôm nay thì mình vào tận nhà máy của Mercedes-Benz để chia sẻ với quý vị và các bạn mẫu Mercedes-Benz S680 Maybach. Thì cái mức giá bán của mẫu xe này có giá bán là từ 15 tỷ 990 triệu cho S680. Và đối với mẫu S450 Maybach thì nó có giá 8 tỷ 2. Như vậy nếu so với những cái bản S680 ngoài thị trường nhập về trong cái thời gian đầu có giá chào bán rồi nhá, lên tới khoảng 27 tỷ thì cái độ lệch của nó lên tới 11 tỷ. Và để sở hữu những chiếc xe này thì mình nghĩ rằng những người cũng phải sở hữu trong tay vài trăm tỷ, nếu không muốn nói là tới đơn vị ngàn tỷ. Bởi vì khi bạn đã có Rolls Royce rồi, bạn có Bentley rồi, vẫn chưa đủ, bạn phải có S-Maybach. Bởi vì sao? Lợi thế của thương hiệu Mercedes-Benz và Maybach đấy là công nghệ. Đầu tiên là với thương hiệu Maybach thì cái phần lưới tản nhiệt này nó gồm 27 nang chrome. Và đây là cái phần radar đọc khoảng cách, và toàn bộ cái phần cản này đều lưới mắt cá và mạ chrome sáng bóng hết. Rồi đối với công nghệ đèn trên S680 Maybach ấy là Digital Light. Thực ra đối với công nghệ đèn của Mercedes nó là đỉnh cao rồi, đỉnh chóp rồi. Ví dụ như cái này nhá, là nó dùng công nghệ là hoàn toàn mới, khi mà nó dùng 3 cái mô đun ánh sáng và các cái ánh sáng được khúc xạ và định hướng bởi 1,3 triệu tấm gương nhỏ. Đấy, từ đấy nó mang lại một cái dải sáng và mình điều khiển các cái vùng sáng nó thông minh. Hơn nữa là cái công nghệ này nó còn mở vùng sáng góc chiếu nó rộng hơn. Mâm này là mâm 21. Đó, công nghệ lốp là lốp run flat. Treo toàn bộ là treo khí nén. Chiếc xe này nó có chiều dài tổng thể khoảng 5,5 m. Và trục cơ sở của chiếc xe này là khoảng 3,4 m. Đối với dòng Maybach thì luôn luôn có một cái phần ô cửa phía sau, logo Maybach, công nghệ đánh lái trục sau. So với S450 Luxury hôm trước mà mình có chia sẻ với quý vị các bạn ấy thì nó không có khác biệt quá nhiều đâu. Nó có thêm là S680 này, Maybach này, và phần cản dưới là có các phần ốp mạ chrome sáng hơn. Thực tế là với cái cỗ máy này nó tạo ra cái công suất là 612 mã lực và moment xoắn lên tới khoảng 900 Nm. Tuy nhiên cái giải công suất của nó rất là rộng và cái giải moment nó rất là rộng. Đấy. Thì thực ra ngoài cái yếu tố về mặt kỹ thuật về nó tạo sự êm ái thì đối với những cái dòng thương hiệu xa xỉ này, tôi phải dùng cái cỗ máy thật to, tạo ra cái tinh thần sự bề thế. Nói chung là xe nó luôn luôn là cần đường, cần số để nó gì? Để nó đạt được cái chỉ số hoạt động tối ưu. Và đối với trên những cái dòng xe sang và xa xỉ một chút ấy, thì toàn bộ các phần nắp capo này, thân này, khung này bằng vật liệu hợp kim nhôm rất là nhiều. Chính vì vậy một cái nắp như này này nó đảm bảo cái tiêu chí là gì? Vừa nhẹ nhưng lại vừa cứng. Cửa này vuốt mở. Đấy. Đóng ạ. Chà. Ngồi vào cái không gian xe xa xỉ, sang xịn mịn, nó cũng khác biệt thật sự. Thì các bạn sẽ thấy là toàn những cái vật liệu cao cấp. Cái thứ hai ấy là về phần hương mùi vị thì nó thực sự là thơm. Da Maybach này, ghế ngồi êm, da may quả chám này. Ôi, phần gối đầu này tuyệt vời. À, da táp bi cửa, đèn Ambient Light, loa xoay Bumaster rất là đẹp. Vô lăng Maybach, gỗ, tất cả đều Maybach, bàn đạp Maybach, bàn đạp phanh cũng Maybach, bàn đạp ga cũng Maybach. Thì đó là những cái sự khác biệt trên cái bản S680 Maybach này so với cái bản S450 Luxury ngày xưa mình trải nghiệm. Là màn này là màn 12.3 OLED hết, màn này là màn 12.8. Đó. Thì thực tế nếu như chúng ta nhìn ở ngoài, bởi vì là những chiếc xe như thế này, cái giá trị của nó là cái dùng các cái vật liệu và cái công nghệ rất là đắt tiền. Thế cho nên là nó rất là đẹp. Tại sao trong cái đầu mình chia sẻ là phải có S-Maybach trong bộ sưu tập? Nếu như bạn đã có Bentley, Rolls Royce rồi. Bởi vì các bạn thấy không? Cử chỉ lên này, đèn sáng này. Thấy không ạ? Đó. Nó rất là thông minh. Là bạn có thể đóng mở cửa. Comfort door này. Đó, bạn đóng mở nha. Bạn đóng mở này. Đó. Đấy, mở chưa ạ? Giữ này. Đấy, thấy chưa? Rồi. Bạn đóng vào ạ.
Còn tất cả những cái về drive mode này, về cam 360 này, rồi là tính năng, thì về cơ bản nó vẫn khá là giống chiếc S450 Luxury mình trải nghiệm. Nhưng nó có một thứ là trên xe sang là gì? Công nghệ lọc bụi mịn, và đặc biệt là lọc khí. Chính vì vậy mình có ăn bún chả, bún đậu, mắm tôm xong sau đấy là ngồi lên chiếc xe này một chút thôi, người bạn lại thơm tho. À, vị trí đặt nước hoa này. Đối với một chiếc xe này nó lên tới hàng vài ngàn cái tính năng tiện ích. Thế nên trong giới hạn chương trình thì mình cũng xin chia sẻ những cái mà tai nghe mắt là thấy. Đây có sạc không dây nhá, cổng tai xi nhá. Rồi, cam 360 thì nó cũng vậy thôi. Cái này nên nhớ là có cái định vị được cái xe nó nhớ lại cái vị trí. Mình về đến nhà ấy thì là tự bật các cái góc yêu thích lên. Các tính năng bên cửa vẫn vậy thôi, các vị trí nhớ ghế, sưởi sấy, sưởi vô lăng đầy đủ, vô lăng điện. Những cái này thì đương nhiên rồi. Đó. Tất cả màng loa đều là loa kim loại hết. Và trên S680 Maybach và kể cả S450 Maybach cũng vậy, là cái hệ thống hỗ trợ lái an toàn cao cấp chủ động đều đầy đủ hết. Adaptive Cruise Control này, giữ ra khoảng cách này, rồi là cảnh báo điểm mù chủ động này, rồi là hệ thống hỗ trợ phanh tự động vân 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 vân, thì những cái tính năng cao cấp nhất. Nguyên các cái phần vật liệu và cái cấu trúc của S Maybach này các bạn. Đây, kính hai lớp, có lớp keo thêm, lớp keo ở giữa nữa, nhưng mà quan trọng là cái chất lượng và cái độ dày nó rất là tốt. Thứ hai là bạn sẽ nhìn thêm về cái phần táp bi cửa. Đây, thế bạn nhìn loa Bumaster màng kim loại này, kim loại này, kim loại này, đèn ambient light này, da này, chỉ này, da quả chám này, kim cương này, chỉnh ghế này, sưởi sấy thông hơi này. Xe này dài 5,5 m nó cũng khác biệt thật sự. Đóng cửa. Công nhận ambient light trên Mac đẹp thật. Đây, nói chung là nếu như bỏ khoảng 8 tỷ 2 cho S450 này, hoặc là 16 tỷ cho S680 Maybach này, thì vị trí sướng nhất là đó, ngồi đây. Thứ nhất là cái không gian cho mình nó rất là rộng. Cái thứ hai là cái độ ngả của cái ghế nó rất là tốt. Và độ ngả tối đa nó lên tới là 43,5 độ. Một cái độ ngả tạo ra cái giấc ngủ êm ái chưa hết. Một cái không gian quá sang trọng, bởi tất cả những cái vật liệu là cao cấp. Thơm, mềm, đó. Ánh sáng huyền ảo, đúng không? Âm thanh lại hay, loa Bumaster. Bạn nhấn cho mình vào đây, và bạn sẽ có một cái vị trí nằm ra để ngủ. Thì bởi vì là những người thành công, những ông chủ thì đi khoang hạng thương gia của máy bay. Xe đón thì cũng phải khoang hạng thương gia chứ. Đấy. Đây, các bạn thấy không? À, cái tấm đỡ này. Mình nhớ là trong cái phần option ấy sẽ còn một cái bạn có thể được đấm bóp xoa đùi ở đây nữa. Cực kỳ oanh luôn. Massage thân body đầu chưa đủ. Mùi nữa. Anh em chê hộ tôi cái, tôi cũng không biết chê cái này cái gì cả. Tí thử đi kiếm vài điểm để chê xem như nào. Ok, thông gió, sưởi sấy, ba vị trí nhớ và có thể thu lại rất là nhanh. Nói chung là bác tài nào mà lái những chiếc xe này cũng phải biết ý một tí, ăn thưởng nhiều lắm nhỉ. Ăn thưởng nhiều lắm. Ví dụ sếp mà tự nhiên chợp mắt ra là phải nhạc nhẹ nhàng, du dương, Bumaster này, rèm chắn chiếc là phải lại. Thì là chỉ có ăn thưởng thôi. Ở đây đối với cái dòng Maybach ấy, thì luôn luôn là có cái tủ lạnh ở đây này các bạn. Logo Maybach, tủ lạnh này. Đấy, học lại, bật đây. Và chúng ta có thể ướp lạnh những chai nước hoặc những chai rượu vang, champagne gì đó. Và ở đây thì mình có một cái máy tính bảng, nhưng nó đang được cất, chờ ngày giao đến tay chủ nhân. Thực ra cái máy tính bảng này bạn có thể điều khiển được cả cái trên cái màn hình này bằng các cái tính năng như nhạc, âm thanh, massage, điều hòa vân vân, các tiện ích. Đó, bạn lật nó lên. Và đây bạn có cái bàn. Đó. Xoay ra. Mình muốn cái bàn này nó phải chắc hơn. Hình như là có sạc không dây này. Và khe cắm chuẩn tai xi thì nhiều vô kể. Rất nhiều. Nhiều lắm. Có cả đầu điện áp 12V trong này. Đó, nếu bạn nhấc lên. Ok. À, à.
Xịn 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 quá trời. Ở đây là điều hòa phía sau này là cũng hai vùng độc lập, có lọc bụi mịn đầy đủ hết này. Đây mình có thể làm, đây là gì đây, bật để làm mát các ly cà phê gì đấy đây. Ở đây xe này thì còn khá là nhiều tính năng mình cần phải active lên. Lưng ghế này đẹp quá nhờ, mười bách này, đây có cả túi khí này. Nếu mà vị trí như này thì mình nghĩ là rất là nhiều túi khí. Bật màn hình lên, active Mercedes Me này, skip bỏ qua. Đó, thì toàn bộ những cái mà sướng nhất ở cái hàng ghế sau đây là gì? Là massage. Đấy, các cái chế độ massage đá nóng rồi classic rồi hot rồi vân 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 vân. Đây, điều khiển là gì đấy, độ ngả đấy, có cả ambient light này, adaptive rear lighting. Adaptive tức là nó tự động thích ứng và hiểu cái ý chủ nhân ấy. Bởi vì tại sao mà mình vẫn cái quay lại câu chuyện bạn có Bentley rồi, bạn có Rolls Royce rồi, nhưng bạn vẫn phải có Maybach, bởi vì Maybach nó là về công nghệ. Mà những kiểu như ông Rolls Royce chưa chắc đã có đâu. Rolls Royce là những cái đồ mà kiểu như từ mặt trăng rồi vũ trụ gì đấy mang về ốp lên xe thì nó đắt thôi. Đấy. À, chiếc xe này là dùng tới 31 loa Bluemaster, công suất là 1.350W. Bây giờ mình sẽ chia sẻ 5 cái điểm mà mình rất thích trên chiếc xe này. Thứ nhất là về công nghệ, về đèn pha, về digital light. Nó rất là thông minh và cái giải sáng nó cực kỳ đỉnh luôn. Yếu tố thứ hai là mình rất thích là cái công nghệ đánh lái trục sau. Đây, mình đánh lái cho các bạn xem. Đây các bạn này. Đây các bạn này. Đấy. Các cái góc thì tùy theo khi mà mình cua nhỏ hay là chạy ở tốc độ cao gì đấy thì nó sẽ tự động điều chỉnh hết. Cái công nghệ này công nghệ rất là đáng giá trên chiếc xe này. Đối với cái yếu tố thứ ba ấy, cái yếu tố thứ ba này là ngoài cái việc loa Bluemaster này này, đúng không? Rất là sang xịn mịn rồi, nhưng mà nó lại còn trang bị thêm cái công nghệ gọi là chống ồn chủ động. Đó. Yếu tố thứ tư này là cái vị trí ngồi ở cái hàng ghế VIP này là cái độ hưởng nó rất là cao. Hưởng ở đây là hưởng về tiện ích và kể cả gì những cái công nghệ đỉnh cao mới nhất trên những cái dòng xe. Đấy, những cái công nghệ về AI này, thông minh các bạn nhìn này, vẩy tay phát. Đèn sáng ví dụ bạn cần với. Một cái yếu tố nữa ở trong cái cụm tính năng này là đặc biệt là cái sự an toàn. Các bạn nhìn thấy không? An toàn ở cả gì, bảo vệ cả đầu gối phía trước này. Ngay ở phần lưng ghế đấy có này. Nhưng chưa hết đâu. Chống cả tấn công phía sau luôn. Tất cả những cái phần này đều có túi khí hết. Để khi có xe gọi là tấn công từ phía sau, bơm phăng bảo vệ phần lưng cổ. Đó. Fire in the hole. Nhà hoa nhà hoa. Chuyện nhỏ. Tìm những cái điểm chê thì nhỉ. 5 cái điểm chê này. Thứ nhất là cái logo V12 này. Hơi nhỏ. Mình muốn là gì? Nó phải bề thế hơn. Logo cũng phải bề thế hơn. Trục dài tới 3m4, dài tổng thể lên tới 5m5. Nhưng mà cộp, bác này kiểu gì chả chơi gôn hoặc là chơi những cái đồ gì nó dài dài. Lý do là bị hy sinh cái không gian cho cái tủ lạnh. S-Maybach mọi thứ đều êm, nhưng tiếng đóng cốp nó chưa êm. Nó ngoài cái khả năng mua của mình. Ước gì 1,6 tỷ thôi, mua ngay không phải nghĩ.